Sau khi mà đã hay nhớt Shadow Latium cái màu xanh ngọc bích xong rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ test cái nhiệt độ ha, cho các bạn xem thử coi là cái nhớt này nó bao nhiêu thời gian là nó nóng. Bây giờ là 31 độ nè, từ lúc mà hay nhớt tới giờ mình chưa có nổ máy luôn các bạn, cho nên là nhiệt độ nó sẽ là 31. Thì từ 31 mà lên 100 là bao nhiêu thời gian mình sẽ nổ máy đây. Các bạn xem thời gian trực tiếp ở trên cái clip này luôn ha các bạn. Đây, mình sẽ cho nó tầm khoảng đúng 1 phút luôn là mình nổ máy lên luôn cho nó dễ canh. Các bạn nhìn thời gian ở trên clip đó nha. Hôm nay thì mình sẽ không có lấy hai cái điện thoại để canh thời gian, mà các bạn cứ canh thời gian trực tiếp ở trên view clip. Đây mình đang canh cho nó coi đó đúng 1 phút rồi mình sẽ nổ máy lên, thì các bạn sẽ canh từ phút thứ hai của view clip rồi. Phút 30 giây là tăng 40 độ các bạn.
sẽ đủ 100 độ thì mình sẽ nẹp vô thử ha. Đánh giá ban đầu của mình về cái nhớt này thì cái máy nó không có được êm lắm. Nếu mà so với lại Sado thì nếu mà 2.10 so với Sado thì cái này hàng Sado 10 thì cái này nó chỉ được tầm khoảng 6.5 thôi các bạn. Tám phút mười giây các bạn, chính xác là 8 phút 10 giây. Thì từ 31 độ là cái nhớt Sado, cái nhớt Voltronic XM Latium nó nóng là từ 31 độ lên 100 độ trong vòng là 8 phút 10 giây, vượt qua hàng Fuxicolin và vượt qua hàng Sado luôn các bạn. Nhưng mà nếu mà xét về cái độ êm á, thì mình đánh giá là nó chưa được êm lắm, máy nó không có được ngon. Nói chung là mình đứng mình cảm nhận là mình nghe cảm giác nó không có được mượt mà cho lắm. Để mình sẽ trải nghiệm ở trong cái tour này thử coi là nó như thế nào. Nếu mà xét về cái nhiệt độ thì mình mới vừa test cho các bạn xem là nó đã chiến thắng được hàng Fuxicolin và thắng được luôn hàng Sado rồi. Đó. Ok, clip này thì mình chỉ test về cái nhiệt độ cho các bạn xem thôi.
test như vậy là cực kỳ chính xác luôn. Giữa cái nhớt Fuxiculin, nhớt Sado và nhớt Voltronic XM Latium, đây ba dòng nhớt này mình test nhiệt độ trên xe BMW của mình ha, rất là chính xác về thời gian luôn các bạn. Sau khi mà mình đã chạy thử một vòng á, thì nói thật sự ra mà nói là test thì mình chỉ cần thay nhớt xong rồi mình chạy tầm khoảng từ 500 tới cây số thôi là mình đã cảm nhận được rất là rõ về cái nhớt nó như thế nào rồi, chứ cũng không cần phải chạy tour. Nhưng mà nếu để chính xác thì mình sẽ chạy hẳn một cái tour luôn, thì dù sao thì chiều nay cũng đi cho nên là sẵn thì test luôn thôi các bạn. Thì mình nhận xét là vừa chạy ra khỏi cửa mình chạy, mình cảm giác là cái xe nó hơi nặng máy, chạy nó không có được bốc ha. Mặc dù là nhiệt độ thì các bạn thấy là mình đã để cho nó nóng lên gần 100 độ rồi, thì không có cái nghĩa gì mà khi mà khởi động xe thì xe nó lì mà chạy chút xíu nó ngon. Tại vì cái nhiệt độ nó rất là nóng như vậy rồi, là cái nhớt nếu mà nó đã loãng ra thì nó đã loãng rồi các bạn. Khi mà chạy thì cái xe mình nó cảm giác là nó hơi bị lì, nó không có bốc giống như thằng Sado và thằng Fuxiculin. Thằng Sado vừa ra xe các bạn kéo lên một cái thôi, trong những cái clip mà mình mới vừa làm gần đây ấy, gửi lắp cho các bạn xem á, thì vừa ra xe các bạn mình kéo lên cái là ga nó lên, mà các bạn nghe cái tiếng máy của nó rất là ngọt, nó lên cái é. Còn cái xe cái nhớt này đó chạy cũng nó rất là khó chịu. Và chiều nay là bảo đảm với các bạn là mình đi chung với là những người bạn của mình là tụi nó sẽ thắc mắc là tại sao hôm nay mình chạy không nổi, tại vì lý do là mình thay cái nhớt này nó nặng máy quá, chạy không nổi chứ không gì hết. Sau khi mà mình đi tour về thì mình nghĩ mình sẽ thay lại cái thằng Sado Racing. Nói chung là cái nhớt Sado Racing chạy nó vẫn ok hơn các bạn. Thì đây là cái đánh giá là vừa thay nhớt của mình, thì mình đánh giá như vậy. Còn để đi thử tour coi nó như thế nào, nó có cải thiện hay cải biến gì không.